Nếu đã thử hoán đổi Bitcoin sang tiền kỹ thuật số, cổ phiếu và công cụ tài chính phi tập trung DeFi khác để đa dạng hóa tài sản, bạn sẽ biết việc này vô cùng khó khăn. Làm thế nào để mở rộng danh mục đầu tư từ điểm A đến tận điểm B? Có vẻ tất cả các bước đều cần một cầu nối xuyên chuỗi, cross-chain bridge hoặc sàn giao dịch tập trung. Và điều này tạo nên nhiều đứt gãy và chi phí. Vậy thì tại sao không sử dụng Bitcoin cho mọi thứ ngay từ đầu? Được phát triển cho những nhà tiên phong, Millayer giúp bạn dễ dàng xây dựng dự án trên một hệ sinh thái mới, khai phá sức mạnh mua bán của những cá nhân và tổ chức nắm giữ Bitcoin. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng Millayer để hoán đổi Bitcoin với các tài sản khác. Millayer là môi trường tiền tệ mở, nghĩa là bạn có thể giao dịch trực tiếp mọi cặp tiền tệ và sử dụng bất cứ token nào để trả phí giao dịch. Trái tim của Millayer là Millayer DEX, một sàn giao dịch phi tập trung và chống kiểm duyệt được tích hợp sẵn, có hình thức hoán đổi nguyên tử và hỗ trợ góp cho Lightning Network. Trên Millayer DEX, không có sổ lệnh trên chuỗi ở dạng hợp đồng thông minh. Thay vào đó, giao dịch được truyền qua một bảng 3/8 tách biệt với blockchain. Điều này tạo nên lợi thế cạnh tranh ổn định về chi phí, tốc độ và hiệu quả. Nhờ sử dụng Lightning Network, người dùng thậm chí có thể kiếm lời chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch tập trung và các nhà cung cấp thanh khoản trên DEX. Hãy bắt đầu tại millayer.com và khám phá một mô hình giao dịch mới.